Sáng nay tại nhà Quốc hội, đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tham gia cuộc làm việc có Phó trưởng đoàn giám sát, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Y Thanh Hà Nhiệt Đăm, Chủ nhiệm Ủy ban xã hội Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh. Cụ thể hóa yêu cầu của Quốc hội về xây dựng các cơ chế đặc thù trong triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng, đề xuất một số cơ chế đặc thù, trong đó tăng cường phân cấp cho các địa phương, quyết định số lượng, danh mục loại công trình, dự án, quy trình, thủ tục thanh toán, trao quyền và huy động sự tham gia trực tiếp của nhân dân vào quá trình tổ chức thực hiện các công trình. Tuy nhiên, các đại biểu đánh giá, hiện nay hầu hết cơ chế chính sách về lồng ghép nguồn lực, các chương trình mục tiêu quốc gia, cơ chế phân cấp, phân quyền vẫn chưa phù hợp với thực tế, còn nhiều vướng mắc. Với những quy định của chúng ta, với những văn bản trung ương giao cho địa phương, giao cho các tỉnh, họ không thể cụ thể hóa được một cách phù hợp với các lý do. Các quy định chúng ta lại quy định mang tính nguyên tắc chung chung, không có định mức, không có một vấn đề khung, không quy định nội dung cụ thể. Địa phương họ chỉ quy định thêm những cái chi tiết thôi, chứ còn những vấn đề chính sách mang tính chung thì chúng ta phải có quy định. Và trong văn bản chính sách chung đấy phải quy định cho các cái vùng miền nó khác nhau để nó phù hợp, bảo đảm các nguyên tắc, cái chủ trương của Đảng. Cách chúng ta thiết kế cái chính sách nó cũng có những cái điểm mà không phù hợp. Và đấy là còn chưa kể chúng ta ban hành quá nhiều các loại văn bản báo cáo. Nên là tôi rất chia sẻ với anh đầu tư là lần đầu tiên chúng ta ban hành cấp nghị định một cái cơ chế về lồng ghép vốn. Nó rất nhiều khó khăn, rất nhiều điều mới mẻ, phức tạp. Mà ngay lập tức mà hoàn thiện không thì cũng khó. Thế tuy nhiên tôi cũng phải nói rằng là nếu mà chúng ta nói rằng là cái cơ chế lồng ghép vốn thì giao hết cho các địa phương chủ động thực hiện mà trung ương chỉ quyết nguyên tắc thì tôi cho rằng cũng không hợp lý. Ở cái chỗ là thế này. Nếu mà thực ra có những vấn đề ở trung ương mà chúng ta còn xác định nó chưa rõ ràng thì ở địa phương thì chắc chắn là cũng không thực hiện được. Thì ở đây nó có vấn đề cụ thể là tôi cũng kiến nghị là nếu mà chúng ta sửa định rồi nghị định 27 về chỗ lồng ghép vốn, chúng ta quy định một cái cơ chế mà cỡ chính phủ xử lý thì mới được, mà thậm chí có những vấn đề phải xử lý ở vướng mắc ở cấp cao hơn. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát và cho biết sẽ tiếp tục trình chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 27, đề xuất bổ sung một số cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gồm cơ chế sử dụng vốn đầu tư công, cơ chế giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm.